Xin chào quý phụ huynh cùng các em học sinh. Trong video ngày hôm nay sẽ cùng các em đi chữa tiếp để kiểm tra cuối kỳ số 19. Nội dung này được trích ở trong cuốn sách để kiểm tra toán 1 học kỳ 1 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần 1 phần trắc nghiệm để bài yêu cầu chúng ta khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1 số cần điền vào trong dấu hỏi chấm. Để bài hỏi rằng là có tất cả có tất cả gì đây? quả dừa đúng không? Ta quan sát bức tranh xem có tất cả mấy quả dừa nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 à có tất cả 9 quả dừa. Đi B, 4 cộng hỏi chấm cộng 2 bằng 9 có 9 quả này. 1 2 3 4 này, 4 này. 1 2 này và 1 2 3. 4 cộng 3 cộng 2 bằng 9. 4 cộng 3 bằng 7, 7 cộng 2 bằng 9. Được chưa? Câu 2, 9 gồm 3 và 9 này, gồm có 3 và hỏi chấm. Ô trống, cái dạng toán này các em thấy quen không? Như vậy thì muốn tìm được cái ô trống, chúng ta sẽ thực hiện 9 3 bằng 6. Vậy số cần điền sẽ là 6. 9 gồm 3 và 6. Câu 3, trong các số 1, 7, 4, 10, số bé nhất À, dễ dàng thấy rằng đó là số 1 đúng không các em? Đáp án A, số 1. Câu số 4. Để bài yêu cầu chúng ta điền số thích hợp vào trong dấu hỏi chấm sao cho 3 nhỏ hơn. Hỏi chấm cộng 3 và nhỏ hơn 8. Ý đầu tiên 5 nhá 5 cộng 3 bằng 8. Vậy 8 không thể bé hơn 8 được. 4 cộng 3 bằng 7. À, thấy 7 phù hợp đúng không? 7 lớn hơn 3 và bé hơn 8. C 7 cộng 3 bằng 10 không phù hợp và 6 cộng 3 bằng 9 9 không thể bé hơn 8 được vậy câu 4 chúng ta chọn đáp án B câu 5 để bài hỏi rằng có bao nhiêu khối lập phương ở trong hình vẽ chúng ta quan sát bức tranh và thấy rằng có 1 này 2 này 3 này 4 có 4 khối đúng không Vậy chúng ta chọn đáp án B Chúng ta cùng xong tiếp phần 2 với bài số 1 để bài yêu cầu chúng ta điền số thích hợp vào trong ô trống. Với bài số 1 này thì chúng ta sẽ vận dụng bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10. Chúng ta thực hiện thôi. 1 cộng 3 thì bằng 4, 8 trừ 6 bằng 2. Hỏi chấm trừ đi 7 bằng 2 thì chúng ta có 9 trừ 7 bằng 2. Tương tự có 5 cộng với 5 thì bằng 10. Chúng ta cùng xong tiếp với bài số 2 nhé. Ý đầu tiên chúng ta cần thực hiện này. 8 trừ đi ô trống. Cộng với 5 thì bằng 5. Vậy chúng ta sẽ coi 8 trừ đi ô trống bằng một cái giá trị tam giác nào đó mà cộng với 5 thì bằng 5. Vậy 0 cộng 5 bằng 5 đúng chưa? 8 trừ mấy để bằng 0 các em nhỉ? 8 trừ 8 bằng 0. Vậy các em đi số 8 vào đây. Ý tiếp theo chúng ta có này. Ô trống bằng 9 trừ 2 cộng 3. Vậy sẽ viết ngược như sau. 9 2 cộng 3 bằng với ô trống để cho bài toán trở nên thuận tiện hơn. Đầu tiên chúng ta thực hiện 9 2 thì bằng 7 rồi. 7 cộng 3 thì bằng 10. Như vậy số trong ô trống chúng ta cần điền sẽ là số 10. Bài số 3 để bài yêu cầu chúng ta điền dấu thích hợp vào trong ô trống. Ý đầu tiên 3 cộng 4 so với 6. 3 cộng 4 thì bằng 7. 7 lớn hơn 6. Chúng ta điền dấu lớn hơn vào. 10 chữ 5 thì bằng 5. 2 cộng 3 cũng bằng 5. Như vậy chúng ta điền dấu bằng. Bài số 4 là bài cho các số 5, 9, 3, 6. Ví đầu tiên viết các số theo thứ tự tăng dần. Chúng ta đọc các số từ 0 đến 10 thôi. Xuất hiện số nào chúng ta viết số đó vào. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy thứ tự của chúng ta sẽ là 3, 5, 6, 9. Ý B, để bài yêu cầu chúng ta viết các số lớn hơn 4 thì gồm có các số 5, 6 và 9. Chúng ta cùng sang tiếp với bài số 5 để bài yêu cầu chúng ta viết phép tính thích hợp với bức tranh. Bức tranh của chúng ta thấy rằng trên dây điện này đúng không? Trên cái dây thì đang có 4 chú chim đang động và có 5 chú chim bay đi. Như vậy thì phép tính của chúng ta sẽ là phép tính trừ. Vậy ban đầu sẽ có 9 chú chim. Sau đó có 5 chú chim bay đi. Vậy 9 trừ 5 bằng 4. Bài số 6. Viết phép cộng của hai số giống nhau mà có kết quả phép tính là 6. À, câu hỏi này thì chúng ta cần phải tư duy xem hai số nào giống nhau mà cộng với nhau bằng 6 em nhỉ? Ta thử nhá. 1 cộng 1 thì bằng 1 cộng 1 bằng 2 đúng không? Ta thử này hai số giống nhau là 1 cộng 1 bằng 2. 2 cộng 2 thì bằng 4. Và chúng ta thấy rằng 3 cộng 3 bằng 6. Vậy hai số giống nhau đó sẽ là 3 cộng với 3 bằng 6. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 6 cũng là bài tập cuối cùng của đề kiểm tra cuối kỳ số 19 này rồi. Hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo. Đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể theo dõi được các bài giảng tiếp theo của thầy.